Báo giá xe tải cũ cực hot tại salon giỏi đầu tu Taco Lin 35 lưu. Và xin chào tất cả quý vị và các bạn của kênh giỏi đầu tu nhá. Và hôm nay xin vừa mới về một em Taco Lin 35 lưu. Em này thì có tải trọng là 3 tấn rưỡi, 3 tấn 490 chính xác cho các bác nhá. Em này thì chiều thùng là 4m4 và xe thì như mới thôi. Em này đời 19 và đăng ký 2020 các bác nhá. Xe chạy 3 vạn xịn, gần như mới cứng nhá. Bác nào mà có nhu cầu tìm xe mới thì có thể alo cho em tham khảo về em này, rẻ hơn so với xe mới được hơn 100 triệu nhá. Em này thì sẽ báo giá luôn cho các bác, em này đang có giá là 325 triệu. Đấy, giá có thương lượng cho các bác, các bác nào thiện chí thì có thể alo cho em đi vào chi tiết em này cho các bác xem nhá. Khẳng định với các bác thì xe không có lỗi gì, nhiều bác là xe mới quá là sợ là nó lỗi hay gì thì người ta mới bán đi, thì rất nhiều lý do để người ta bán đi các bác nhá, không phù hợp công việc, chưa tính toán kỹ càng. Đây là nội thất em nói các bác này. Bác nào mà có thiện chí xuống xem xe thì có thể xuống trực tiếp địa chỉ nhà em tại Từ Hồ Yên Mỹ nhá, cho bác xem xe. Thì các bác xuống đây thì giá cả sẽ có thương lượng và chúng ta có thể bàn. Thuận lợi cả hai bên các bác nhá. Đây, nội thất này, đầu tiên là phần trần này. Các bác có thể trần rất là sạch, đẹp. Phần ghế vẫn còn mới và nguyên bản nhá. Các bác nhìn một con xe chạy ít nhỉ. Nhìn cần số và phần chân ga, chân côn, chân phanh. Đấy, rất là đẹp. Tất cả những phần nội thất này các bác thấy như mới luôn nha. Rồi, em này thì các bác thiện chí chỉ bàn về giá thôi, chạy đúng 3 vạn xịn nha, và xe cam kết không lỗi lầm, đã rút hồ sơ để các bác chỉ nhập tên chính chủ là lăn bánh thôi. Cùng bệ này chắc chắn hết nha. Đây phần chassis và phần sàn cho các bác này. Sàn phẳng đét nhá, và loại này thì không phải cam kết mối mòn mối miếc gì rồi. Đây các bác nhìn phần ốp này vẫn sơn sơn nhà bảo hành này, để sản xuất này. Đây, phần chassis này liền nạc nhá, loại này thì không phải xem về xe rồi. Nhưng dòng xe lướt này thì các bác yên tâm, xe cua chưa hạ này các bác ơi, mới nguyên bản luôn. Em này tải trọng là 3 tấn 490, nên các bác hoàn toàn có thể vào phố nào mà nó cấm 3 tấn rưỡi nhá. Thì mình vẫn chưa 3 tấn rưỡi mà. Đây, đến các bác xem phần sàn thùng bên trong. Sàn vẫn là nguyên sơn xanh của nhà máy này, quá mới luôn. Hàng siêu lướt này thì chất lượng không phải bàn rồi, chỉ có bàn về giá thôi. Bác nào thiện chí thì có thể alo cho em hoặc xuống trực tiếp salon để xem xe nhá, sẽ tư vấn cho bác cặn kẽ và chi tiết hơn. Và giá cả thì em này có thương lượng cho các bác độc lá, nếu bác nào mà liên hệ và xuống xem xe trực tiếp nhá. Báo giá lại em này cho các bác nhá. Taco 350 lưu, tải trọng là 3 tấn 490, đời 2019 và đăng ký 2020. Em này chạy 3 vạn xịn và đang có giá là 325 triệu. Xe rất là đẹp và như mới nhá, mới từ dàn lốp đến cabin, thùng bệ, sàn sóng, điều hòa mát lạnh, đầy đủ đồ. Xe đã rút hồ sơ về là các bác chỉ việc nhập tên chính chủ thôi nhá. Đấy, thì bác nào thiện chí thì có thể alo cho em. Em thì đang có nhu cầu mua bán những sản phẩm xe đẹp cũ, các bác hết nhu cầu sử dụng nhá. Bác nào mà cần bán hoặc cần mua thì cứ alo em. Bây giờ thì không làm mất thời gian các bác nữa và cảm ơn các bác đã xem đến cuối video clip này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo của Giỏi Đầu Tu. Xin chào và hẹn gặp lại.